vật chất được tạm gọi là hoàn hảo. Nhưng nếu soi xét kỹ, chắc chỉ còn lại được một chữ hảo mà thôi. Hay nói cách khác là mức độ tốt tương đối. Nhiều người cho rằng trái đất là một công trình hoàn hảo của tạo hóa, với mọi thứ tương tác với nhau theo một vòng tròn. Sẽ là đúng khi dùng hai từ tuyệt vời trong trường hợp này. Chứ còn hoàn hảo thì không, bởi cái chu kỳ tương tác đó đang dần bị phá vỡ. Với những điều kiện thuận lợi cho một số loài phát triển sinh sôi nảy nở nhanh, thì nguy cơ vòng tròn quy luật tự nhiên ở phương diện tương tác, thức ăn, môi trường bị đe dọa là điều không thể tránh khỏi. Còn con người chúng ta thì lại càng không thể hoàn hảo cả thể xác lẫn tâm hồn. Ở khía cạnh khác, cũng vì lạm dụng và mong chờ quá từ con người hoàn hảo, xã hội hoàn hảo, mà một số tư tưởng đã sai lầm dẫn đến lạc đường lối và mục đích. Vợ chồng mà cầu toàn quá thì sẽ không hạnh phúc. Anh em mà cầu toàn với nhau quá thì sẽ mất hết tình nghĩa. Bạn đạo mà cầu toàn quá thì sẽ chia rẽ, không bền. Người ta đã từng tin, mơ ước một cuộc sống tương trợ lẫn nhau hoàn hảo, trong khi họ quên rằng trong mỗi con người đều có một sự ích kỷ nhất định. Cái tôi nhất định, nếu không phải là bậc thánh nhân thì vẫn tồn tại một trạng thái nhị nguyên trong tâm thức, từ thô cho đến vi tế. Cũng vậy, giữa tốt và xấu là một ranh giới mong manh, hay thậm chí chúng còn tồn tại xen lẫn nhau. Bởi thế, có lẽ chỉ trí tuệ thực sự mới giúp con người chúng ta biết rằng thế nào là tốt, thế nào là xấu. Với quan điểm khách quan chung thì ai ai cũng muốn mọi người phải làm theo ý kiến của mình, làm theo sự sắp xếp của mình, tư duy của mình. Nhưng đó chỉ là một khái niệm trong phạm trù chủ quan của nhận thức nhất thời. Thực tế thì khác hẳn như thế, vì ngay chính bản thân mình mà còn không làm chủ được trước ngoại duyên lôi cuốn. Nhưng vì cái ta vi tế bên trong thúc đẩy để bắt mọi người phải theo ta thì ta mới chịu. Nếu người khéo tư duy thì trong mọi trường hợp đều cho rằng đây là ý kiến của tôi, xin mọi người cho ý kiến đóng góp. Sở dĩ có từ hoàn hảo bởi con người vốn sinh ra với những mục tiêu, ước mơ và phấn đấu. Đừng quá mong chờ những gì hoàn hảo, chỉ nên mong chờ những cái tốt và phát triển tư duy tuệ giác, hiểu thật sâu sắc ý nghĩa sống trong thực tại, tức là sống trong tương lai. Thực tại ta sống tốt thì tương lai chúng ta mới tốt được, và phải chấp nhận được những thiếu sót và sai lầm của chính mình để tìm ra con đường hoàn thiện hóa tâm thức. Được vậy, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt và may ra có nền tảng dương tới cuộc sống hoàn hảo. Đó chính là con đường tuệ giác cứu cánh toàn diện của Đức Phật. Nếu người biết tu rồi thì phải có một lập trường vững chắc về con đường chánh kiến mà mình đi, chứ có nghe lung tung không định hướng. Thuở xưa nước Sở có một vị quan tên là Khuất Nguyên. Ngài đỗ tiến sĩ và rất thông minh. Thông minh đến nỗi thời gian ở trong triều đình, quan văn, quan võ gì cũng đều biện luận thua ngài hết. Rồi lại thấy triều đình thối nát quá, ai cũng dở hết. Sau đó xin về quê ở. Về quê ở ẩn cũng thấy ai cũng dở, ai cũng xấu xa, ai cũng không muốn gần. Mọi người đều xấu dở hết, chỉ có mình ta là tốt thôi. Buồn quá, cuối cùng ông ta chèo thuyền ra sông Tương định tự tử. Vì trên đời này ai cũng xấu, cũng thua mình hết, không còn người chơi nữa. Buồn quá, thôi chết cho xong. Ra tới giữa sông, tính nhảy xuống tự tử. Cùng lúc ấy gặp một ông lão đi ngang qua ca một bài ca. Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông Tương nước đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Khi nghe xong bài thơ, ngài Khuất Nguyên liền tỉnh ngộ lại. À, thì ra là vậy. Rồi lên thuyền chèo vào bờ, không tự tử nữa.
Chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chính mình lại lừa chính mình, khiến cho ta thấy trong nhà mình ai cũng xấu tệ hết, chỉ có mình là đúng, còn mọi người đều sai hết. Nếu không chịu sửa đổi cách nhìn thông cảm và không hiểu được cuộc đời luôn tương đối, thì gia đình làm sao mà hạnh phúc được? Hiểu được lẽ vô thường và nó tương đối như thế, thì mình ở hoàn cảnh nào cũng sống được hết. Bây giờ đặt trường hợp, lỡ hôm nào đó đón xe đi công việc nhưng bị xe đến chậm, hoặc chờ bạn đến trễ, thì lúc ấy hãy đem sách ra ngồi đọc chơi hoặc ngồi thiền chơi. Như thế là xong, có cơ hội cho ta học hiểu thêm giáo pháp, vân vân. Người bi quan với người lạc quan, tư tưởng họ có hai thái cực khác nhau. Vậy khi chúng ta thấy những người sống xung quanh mình như thế nào, mình biết người đó bi quan hay lạc quan không? Ngạn ngữ Anh có câu: người lạc quan và vui vẻ thì những điều may mắn đang chờ họ, còn người bi quan thì những điều không may đang chờ họ. Những con người sống trên đời này thường hay đi tìm hoàn hảo và hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng hạnh phúc ở dưới đôi chân ta, ngay xung quanh ta, luôn hiện hữu gần xa trên thế gian này. Cũng vậy, muốn tìm giác ngộ và an lạc của tự tâm, các bạn đừng tìm kiếm ở chân trời góc bể xa tích nào cả, mà hãy xoay về thực tại, xoay về bản tâm của chính mình. Lòng thường thương xót mọi người, buông bớt các duyên, siêng tu giới định tuệ. Khi đủ duyên sẽ cảm nhận được chân lý thâm sâu vi diệu của vũ trụ vạn hữu ở từng bước chân của chúng ta. Trong cuộc đời này, buồn vui thành bại của một người không phải là do người khác đem lại, mà là do chính bản thân mình có cái nhìn tích cực hay tiêu cực mà thôi. Nếu nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan thì thế giới sẽ ảm đạm. Nếu nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan, chúng ta sẽ thấy thế giới đầy ánh ban mai và có rất nhiều điều đáng để cho ta học hỏi. Sự thật buồn vui hay đau khổ vốn dĩ không có ranh giới phân biệt rõ rệt, mà chỉ do sự cảm nhận trong lòng bạn mà thôi. Chúng ta hãy tập nhìn thế giới chung quanh để rút kinh nghiệm sống tốt nhiều hơn, và hiểu được mình phải làm gì ở trên cõi đời này, hiểu được mình phải làm gì trên thế gian đầy đau khổ này. Tập cách sống không cầu toàn quá, chỉ biết đủ là an lạc nhất, chứ không khéo thì bi quan hoài. Ví dụ có cô nàng nào đó lỡ bị anh kia dụ rồi, bây giờ làm sao? Khổ quá rồi, có chữa luôn rồi, chẳng lẽ ngồi khóc hoài, lại than thở cuộc đời người kia sao có phước quá, muốn gì được đó, còn mình sao mà vô phước quá, bị những thứ bất như ý tới với mình hoài vậy. Rồi sao? Tủi quá, buồn khổ quá, lại tìm con đường tự tử cho xong. Cái đó là ngu càng ngu thêm đó nghe. Hoặc Phật ơi, Bồ Tát ơi, cứu con. Lúc đó Phật Bồ Tát có cứu cũng không kịp nữa rồi. Trong 15 điều cẩn trọng, thầy có ghi: đối với nhân quả phải nên thấu hiểu và cẩn trọng, vì khi chịu quả khổ đau rồi thì ăn năn có thể sẽ không còn kịp nữa. Cuộc sống xung quanh ta luôn có những điều bất như ý đang chờ sẵn sau lưng. Nếu lỡ những việc không may đến với mình rồi, thì lúc đó ta phải tập chấp nhận và chuyển hóa, chứ không ngồi đó buồn thương khóc than đau khổ thì chẳng có ích lợi gì cả. Vì sự việc đó đã đến rồi, cho dù ta muốn nó đừng đến cũng chẳng thể được. Thế nên tập chấp nhận cũng là một tuệ giác, mà nó thông suốt nhân quả nhân duyên mới thực hành một cách rốt ráo được. Không được cầu hoàn hảo quá, vì chính mình hiện nay cũng đang sống trong vòng tương đối sinh diệt. Vì thế việc còn lại cho chúng ta là phải tìm hướng nào tốt để vươn lên, chứ không được bi quan yếm thế rồi sẽ nảy sinh những vấn đề tiêu cực. Đừng bào chữa cho tự ngã. Một thái cực nữa đó là người thích tu và người lười biếng. Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật có giảng cho đại chúng nghe. Đức Phật nói: đối với người siêng năng tinh tấn tu hành, này các tỳ kheo, vì đó sắp đi đâu xa hay làm việc gì thì vì đó nghĩ rằng: thôi, mình sắp đi xa rồi, bây giờ thời gian còn lại đây rảnh rang
tranh thủ đọc sách, nghiên cứu, ngồi thiền, để đi xa rồi bận bịu không ngồi thiền được. Còn này các tỳ kheo, những gì mà lười biếng dối tu khi sắp đi xa, các vị đó lại nghĩ rằng: thôi, sắp đi xa rồi mệt lắm, bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe để dưỡng sức, không thôi mai mốt đi xa mệt lắm. Cũng là một vấn đề đi xa mà hai người có hai cái nhìn khác nhau. Có ai trước khi đi dự khóa tu nói: thôi, sắp sửa lên đây tu rồi, thầy cho mình ngồi thiền đau chân lắm, nên bây giờ phải nghỉ ngồi thiền để dưỡng đôi chân mới được, và ngủ bù đi, chớ lên đó thiếu ngủ lắm. Nói đúng hết, sao mà cười dữ vậy? Hoặc là đang tu, có những người khuyên con mình rằng: thôi ráng đi con, có 2-3 ngày ráng đi con, về nhà ngủ bù cho đã nghe. Còn người tinh tấn tu hành thì khác: thôi tranh thủ đi con, có những thời giờ quý báu này không phải dễ kiếm. Nhiều kiếp mình đã trôi lăn trong lục đạo luân hồi rồi, còn khổ hơn thế này 10.000 lần nữa con à. Phải ráng đi con, đến khi về nhà nhờ động lực này mà có sức mạnh mình tu cho khỏe. Còn người lười biếng, căn tánh thấp hèn thì ráng tu đi, nhưng mà ráng tu xong về nhà nghỉ bù, rồi vô công ty làm việc, nghe giám đốc truyền xuống một lệnh: 2 ngày nữa sẽ cho các vị đi Đà Lạt chơi. Kẻ lười biếng thì trong lòng vui thích được đi chơi thoải mái, bây giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe cái đã. Còn người siêng năng thì suy nghĩ làm sao: thôi ráng làm để có hàng giao cho người ta trước, để mình đi khỏi có ai kêu réo lu bu, phải không? Cũng là một vấn đề thôi, nhưng hai người có hai suy nghĩ khác nhau. Rồi cũng vậy, đến chùa ở Thường Chiếu ngày xưa, hòa thượng Thường Chiếu nghiêm lắm. Nghe quý thầy lớn kể lại, những chú tiểu nhận vào tu cũng nhiều, mà những chú đó thì sao? Rất là nghịch ngợm, vì hồi đó chúng tăng ít lắm, nên quý thầy rất thương mấy chú tiểu. Quý thầy lo cho ăn, ngủ, học hành, ngồi thiền đều đặn, có người theo giám sát rất biên mật. Những chú mà ham tu thì sao? Thôi ráng tu, để sợ thầy buồn, thầy lo cho mình quá, thầy lo chu đáo quá, mình ráng tu để sợ thầy buồn. Còn những chú không thích tu thì bực mình nói: ngủ chưa đã mà nghe kẽn rồi, chưa thức dậy nữa rồi, tiêu rồi, mệt quá. Được rồi, bữa nào bọn mình rình đợi thầy ngủ bỏ muối vô miệng cho ổng biết. Đó, mấy chú tiểu mà làm biếng thì suy nghĩ một cách như thế, chờ ông thầy ngủ để lấy muối bỏ vô miệng trả thù, vì ông kêu mình thức sớm quá, lại cho ngồi thiền tụng kinh hoài, đau chân quá, ác quá. Nhưng đến khi lớn lên mới biết tình thâm của thầy dành cho mình cao cả quá, nhờ thầy khắc khe la rầy mà hôm nay con mới được tốt như thế này. Âu đó cũng là những ký ức xa xưa còn động lại trong con. Rồi một ngày lăn trải với đời mới chợt nhận ra là chỉ có thầy mình mới thương mình thật sự. Nỗi niềm hối hận đã hiểu lầm thầy mình, thành tâm hướng về thầy bằng tất cả lòng con. Con xin được sám hối, mong thầy tha thứ cho con. Con rất nhớ thương thầy. Bây giờ con đang lạnh lẽo, cô đơn, không ai đối xử tốt với con hết. Thầy đang ở phương trời nào rồi, hãy đến với con. Con nhớ thầy lắm thầy ơi. Quý vị thấy không? Hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Cũng một hoàn cảnh như thế, nhưng mà mỗi người suy nghĩ một cách khác nhau. Chúng ta hãy có thói quen thích bào chữa cho mình. Nhìn như thế rồi thì biết mình phải làm gì chưa? Hoặc gia đình có những đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn, nói gì nó cũng nghe hết, dạy gì nó cũng nghe hết. Có những đứa mình dạy đủ thứ, nó không bao giờ nghe, mà còn ăn nhậu hư đốn, trà đình, tửu điếm, hút chích xì ke, ma túy vân vân, rồi đi chơi 11-12 giờ khuya mới về. Cha mẹ nhắc nhở một tiếng là: con lớn rồi mẹ ơi, đâu phải con còn là con nít nữa đâu. Lúc ấy cha mẹ phải làm sao? Khổ không? Gặp những đứa ngoan hiền, dễ dạy thì mai mốt con không dám đi khuya nữa, mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng nghe lời mẹ dạy, con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa. Người mẹ liền thấy trong lòng nhẹ nhõm, thấy đứa con đứa cháu mình nó ngoan quá, dễ thương quá.
Những đứa cứng đầu thì lại nghĩ rằng theo quan niệm hiện đại bây giờ thì 18 tuổi là có quyền tự do, phải không? Không cần nghe lời của người lớn, của cha mẹ khuyên răn gì hết, hết thảy đều bỏ ngoài tai. Hoặc là: mẹ ơi, con đâu còn là con nít nữa đâu. Rồi một ngày nào đó, khi bị công an bắt vô tù hoặc ghiền xì cái gì đó, lúc ấy thì cha mẹ ruột gan cồn cào, lo lắng trăm bề. Mà những đứa con đó đâu có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ vô tù. Nó cứ làm theo sở thích của nó, quan điểm của nó là đúng nhất. Đi chơi bạn bè rồi ăn chơi sa đọa như thế còn cho là hay, là giỏi, là hiện đại, biểu hiện phong cách của thanh niên thời đại mới. Khi vô tù rồi thì ai lo chứ nó đâu có lo. Khổ không? Những đứa con hư đó, nếu có đầu óc suy tư đôi chút thì nó sẽ đưa hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của cha mẹ nó. Lúc ấy mới hiểu và cảm thông cho cha mẹ và mình phải làm gì khi sau này con mình lại giống mình như thế. Trong gia đình mình có những người cha, người mẹ cũng đã lỡ tạo những điều gì tội lỗi lớn với ta, hay là ngày xưa đã từng làm những điều oan ức đối với ta đủ thứ. Mình rất là căm phẫn. Bây giờ những người đó biết tu rồi thì sao? Mình đổi hoàn cảnh của mình lại, đã biết sám hối ăn năn rồi, thôi hãy mở rộng tấm lòng, buông xuống đi và tha thứ, thì lòng bao dung đó, đức độ lượng đó, nó sẽ làm một nền tảng để nâng cao đức hạnh của chính mình hơn. Nó dung bồi đức hạnh của mình và nó sẽ tỏa lên một mùi thơm vi diệu của lòng từ, mà mùi thơm này nó sẽ đi ngược gió muôn phương. Hương của các loài hoa chỉ bay theo chiều gió, hương của người đức hạnh bay ngược gió muôn phương. Cho nên chúng ta muốn nhìn cuộc sống được tường tận, rõ ràng, trong sáng suốt thì mình phải bình tâm, bình trí để tập đưa hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của người, tìm cách xử trí hợp lý nhất. Chớ dội dùng tâm chê trách phê bình, không khéo sẽ một đời ăn năn không còn kịp nữa. Những kinh nghiệm chứng minh cho thấy cách đây 5 năm trước thì chúng ta hành xử như thế, nhưng 5 năm sau thì hành xử lại khác. Mà 5 năm trước khi mình làm như thế, thật sự nó đã sai, nhưng vào không gian và thời gian đó, nhận thức lúc đó mình cho là đúng. Mà ai nói sai, ai chỉ trích hay là ai chỉ dạy khuyên lên là ta không đồng ý, cương quyết cãi tới nơi. Nhưng mà 5 năm sau mình suy nghĩ lại những việc làm, những suy tư của ta trong 5 năm trước thì phải chi ngày xưa nghe lời chú ba nó thì tốt biết mấy. Hối hận thì giờ đã muộn rồi. Phải chi xưa kia mình đừng có chơi số đề thì hay biết mấy. Phải chi xưa kia mình đừng chơi hụi thì hay biết mấy. Phải chi xưa kia mình đừng có giàu nhẹt, đừng có sa đà, hút sách, đừng có chơi bời thì hay biết mấy. Nhưng mà nhìn lại trong lúc thuở xưa đó, ta có cho rằng mình làm sai không? Cũng vì sự hiểu biết của mình hạn hẹp quá, sự hiểu đạo của mình còn yếu quá, rồi cứ chấp trước vào cái thấy, cái biết của mình cho là đúng và bất cần những người khác khuyên răn. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví dụ người bị bệnh mắt thì nhìn thấy toàn là hoa đốm giữa hư không và cho rằng hoa đốm là có thật. Còn người sáng mắt thì chỉ thấy một bầu trời trong sáng và thanh tịnh, không có hoa đốm gì cả. Đó là sở kiến của chúng sinh mê muội lấy quyển làm chân. Thật ra việc tu học cũng giống như bàn tay, người nghiên cứu qua lý thuyết và người thực hành thường hiểu lầm nhau. Thông thường người nghiên cứu về lý thuyết thì nói các nhà sư chỉ lo hành thiền mà thôi, họ không có căn bản giáo pháp. Ngược lại người thực hành thì nói ông đó chỉ học lý thuyết suông. Thực sự nếu hai lĩnh vực này không hỗ tương cho nhau thì sẽ không thành tựu thánh đạo. Hiểu kỹ thì lý thuyết và thực hành đều giống nhau, có thể ví như hai mặt trong ngoài của bàn tay. Nếu đưa bề này lên thì dường như bề kia biến mất và ngược lại. Nếu người liễu đạt thì cả hai đều hiện hữu không sai khác. Nước tức là sống, sống tức là nước. Lúc chúng sinh mê muội thì nhìn đâu cũng thấy phiền não,
lúc giác ngộ rồi thì nhìn đâu cũng thấy niết bàn thanh tịnh. Kỳ thật con người này vẫn hiển nhiên không thay đổi, cốt yếu trong lúc hành trì cả hai thế cực đều không chấp thủ, mà phải biết vượt ra ngoài phương tiện thì mới tự tại an vui. Vì thế trong nhà thiền có câu chuyện. Một hôm ông Tăng lên thiền đường ngồi thiền, bỗng nhiên la lên thất thanh. Sáng ra vị thầy trụ trì kêu lên hỏi: "Đêm hôm có phải ông la lớn đó không?" Bạch Hòa Thượng: "Dạ chính là con ạ." "Tại sao mà ngươi la lên như thế?" "Thưa Hòa Thượng, vì con đã ngộ rồi." "Ngươi ngộ gì, nói ta nghe thử xem." "Bạch Hòa Thượng, con ngộ sư cô vốn là người nữ thôi." Cuộc sống là như thế đó, mình phải nhìn thấu rõ căn nguyên của nó, cội nguồn của nó để ứng xử với những người xung quanh mình. Tập sống với huệ nhãn, nhìn thấy tất cả cảnh thảy đều là đạo. Ví dụ thấy một người ngủ kế bên mình mà trằn trọc lăn qua trở lại hoài, mình ngủ không được, bực không? Người biết tu thì nghĩ: "Tội nghiệp quá, không biết chị ta bị bệnh gì đây mà ngủ không được gì hết. Chị có sao không chị? Có uống thuốc gì không? Em lấy cho chị uống." Người không biết tu thì la: "Sột soạt hoài, ngủ không được gì cả. Ngày mai mình không ngủ chung cô này nữa." Người biết tu thì mọi cử chỉ hành động đều biểu hiện qua với tinh thần từ bi bác ái, vị tha, khoan dung, độ lượng, trí tuệ. Còn người không biết tu thì luôn luôn hiềm khích, sân hận, đố kỵ, si mê, tật đố, đả phá, công kích. Bây giờ mình chọn người nào đây? Chúng ta biết tu rồi thì phải chọn cái tâm thánh thiện, là một người tu mới xứng đáng là mang cái danh là Phật tử chứ, phải không? Tập sống khiêm tốn và nhìn lại chính mình. Đức khiêm tốn là một đức hạnh không làm khổ mình, khổ người, luôn mang niềm vui, hạnh phúc đến cho chính mình và mọi người, giúp tâm hồn luôn thanh thản, an vui và vô sự. Đức khiêm tốn thường thể hiện qua từng hành động, lời nói và suy nghĩ, không khoe khoang, không nói những gì mình biết với tự ngã mình giỏi, nấu ăn giỏi, chuyên môn, vân vân. Những gì mình có, của cải, sự giàu sang, từ cái nhà, chiếc xe, quần áo mô đen nhất, thức ăn ngon, vật dụng điện tử mới nhất, vân vân. Những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã ngộ, đã chứng, học xong bằng tiến sĩ, vân vân. Những quan hệ của mình với những người có danh, có thế lực, nổi tiếng, giàu sang hay có đức trọng, vân vân. Về cái đẹp, cái thông minh, sự giàu sang, sự hiểu biết hay học thức, cái tài, gia đình, dòng họ, dân tộc, đất nước của mình, không thổi phồng hoặc tự đánh giá cao về mình. Ngoài ra, những người khiêm tốn biết tu tập phải nhớ không tham gia vào những trò thi đấu hơn thua, tranh tài, không tham gia vào những nơi đông đúc, ồn ào, mà chỉ thích sống yên tĩnh, trầm lặng tư duy về cuộc sống thiện ác để tránh xa điều ác, tăng trưởng điều thiện. Tránh xa những người giàu có cao ngạo, có thế lực, có uy quyền, vân vân. Làm việc gì cũng không cần ai khen, chỉ biết làm tốt, làm cho xong việc và rất cẩn thận. Làm theo ý kiến, yêu cầu, đề nghị của người khác để người vui, mình vui. Không bao giờ làm theo ý mình, cho ý mình là hay, là đúng nhất, vân vân. Luôn thưa hỏi người có trí đức trước khi làm việc gì mà không tự ý làm theo ý của mình. Ai nói gì, khen hay chê, nói tốt hay xấu, nói về người khác thì người khiêm tốn đều im lặng, không bình luận đúng sai, phải trái. Không nhiều chuyện phân tích chuyện của người, chuyện đời, chuyện kinh tế, chính trị của xã hội, vân vân. Không tự đề cao ý kiến của mình. Ăn mặc giản dị, gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo. Sống đơn giản, không cầu kỳ, phô trương, ta cũng có thứ này thứ nọ như mọi người. Không chạy theo vật chất thế gian, không chạy theo cách sống của người khác. Sống rất thiểu dục tri túc, không ăn xài phung phí, biết suy nghĩ tính toán, tư duy kỹ trước khi làm điều gì. Biết lắng nghe người khác, không chú trọng cái tôi mà biết quan tâm đến người khác. Luôn không ngừng học hỏi những cái hay của mọi người xung quanh, chứ không bó chặt vào những gì mình biết. Luôn thấy lỗi mình, không nhìn lỗi người. Luôn sống cung kính và tôn trọng mọi người, dù là một em bé, người nhỏ tuổi, người nghèo hèn, người hầu, người không quen biết, phụ nữ, người tàn tật,
người tội phạm, người bị xã hội ruồng bỏ. Luôn nhường nhịn nhún nhường người khác, như nhường cho người khác làm trước, nói trước, đứng trước, nằm trước, ăn trước, nghỉ trước, ngồi trước. Nhường nhịn những gì ngon nhất, đẹp nhất, hay nhất, tốt nhất, tiện nhất, phù hợp nhất, vân vân cho người. Luôn mong mọi người chỉ lỗi cho, chỉ chỗ sai, chỉ cái xấu của mình để sửa đổi thành tốt hơn. Luôn tự đánh giá về những gì mình làm là chưa hoàn hảo, chưa toàn diện, chưa đủ, chưa chất lượng, chưa tốt. Do vậy mà luôn muốn lắng nghe mọi người góp ý kiến sửa đổi để tốt hơn. Khi thưa hỏi thì dùng danh từ lịch sự như kính thưa, không so sánh mình với bất kỳ ai, hơn kém hay bằng người. Người khiêm tốn sống để phục vụ người, mang lợi ích đến cho người, chứ không phải mong rằng sống để người khác phục vụ mình hay nhớ ơn mình. Người khiêm tốn luôn sống ly dục, ly ác pháp. Vì nếu không biết sống ly dục thì sẽ bị ác pháp chi phối. Ác pháp chi phối thì tâm tham sân si mạn nghi đều đầy đủ và lộ ra ngoài. Khiêm tốn thừa nhận sự thiếu khiêm tốn của mình. Tóm lại, khiêm tốn là một đức hạnh diệt ngã xả tâm, giúp cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Người khiêm tốn sẽ không khoe khoang, không đề cao bản thân, không cần tạo ấn tượng với ai, không tỏ ra mình hơn người khác, không cần lôi kéo sự chú ý của ai về mình, không bao giờ tự mãn về những điều mình có, mình đạt được hay mình biết, mà luôn mở lòng học hỏi, trao dồi từng lời nói, hành động, suy nghĩ và từng cử chỉ nhỏ nhặt. Luôn sống cung kính và tôn trọng mọi người, luôn biết nhún nhường chứ không tranh giành, luôn nhìn thấy lỗi mình, không nhìn lỗi người. Lòng khiêm tốn dễ đưa mọi người đến gần nhau, làm lan tỏa mối thân thiện giữa môi trường làm việc cũng như trong quan hệ bằng hữu, tình yêu, giao tiếp, ngoại giao, vân vân. Người hiểu đạo luôn lấy nền tảng vô ngã làm kim chỉ nam. Đó cũng chính sự thể hiện đức khiêm tốn để đi vào đời. Thực hành đúng đức khiêm tốn thì chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc sẽ trường tồn. Người tự cao thường hay nghĩ rằng, từ xưa tới giờ nói thiệt với bạn nghe, tôi tính toán cái gì là được cái đó, thắng hết. Làm cái gì là thành công tất cả, làm việc gì là được việc đó, không bao giờ thất bại. Nhưng mà cũng có lúc, thầy ơi cứu con với. Lúc đó mới được nhận ra là tại sao và tại sao. Tại vì phước báo của mình chưa đủ, đức hạnh của mình chưa đủ. Người mà có phước đức đầy đủ, họ làm hết tâm lực và thể lực, còn việc thành công sẽ tự đến. Ông bà mình thường nói, làm chơi mà ăn thật. Còn người chưa có đủ phước đức, làm đầu tắt mặt tối luôn, mà kiếm cho no dạ đỡ lòng còn chưa đủ nữa, làm ngày nào ăn ngày đó, có khi phải làm thuê giác mướn cực khổ trăm bề. Chúng ta đang ngồi đây an lạc thanh tịnh như thế này, mà mình có nghĩ đến những người công nhân, họ đang nhổ từng cây cỏ, đang cuốc từng miếng đất, làm một ngày 8 giờ kiếm được 180.000 đồng thôi, 9 đô la. Có người đã đi ăn xin đầu đường xó chợ, khổ không? Nhìn những người đó để thấy phước của mình lớn. Được ngồi đây nghe giáo lý thâm sâu của Phật, phải biết trân trọng những gì mình có, chứ không phải tự cao, nghĩ rằng những con người đó là người thiếu phước, là những người làm công rồi mặc tình chửi mắng, la rầy. Đó là không đúng với phẩm chất của người tu. Mà người tu thấy thế rồi phải cảm thông cho họ, vì kiếp trước họ thiếu tu nên chan rải tình thương cho họ để họ bớt mặc cảm. Có những người đi làm công một ngày được 150.000 đồng, ăn uống tự túc. Quý vị thấy làm sao sống nổi? Thời buổi bây giờ cầm 100.000 đồng ra chợ không biết mua gì. Còn mình thì sao? Cầm điện thoại lên, điện một cái thôi là kiếm 10 triệu đồng dễ như trở bàn tay, là thấy phước báo của mình lớn rồi. Chỉ còn một hướng đi nữa là bảo hòa cái phước đó bằng cách tu tạo phước lành, siêng năng tu học giáo pháp, để cho đời đời kiếp kiếp đừng có sinh vào những nơi cùng khổ, bát nạn, biên địa, luôn gặp chánh pháp, tinh tấn tu hành đến ngày thành Phật. Hiện nay ở châu Phi, nhất là ở vùng Bắc Phi, họ muốn lấy một chai nước 5 lít thôi, họ phải đi 3 km trên sa mạc hoang sơ
mới tới một ao nước đồng, mà nước đó phải về lóng lại để lấy nước trên mặt nấu cơm và uống, còn phần cặn bùn bỏ đi. Trời nóng chang chang oi bức, giữa trưa gay gắt như vậy, phải đứng xếp hàng để lấy nước từ từ. Chúng ta thấy tình cảnh đó rồi, nghĩ sao? Mình thương không? Mình hạnh phúc chưa? Vui không? Vậy mà chúng ta cứ than khổ hoài. Thầy ơi, con khổ quá thầy ơi. Chưa hết, ở châu Phi còn có một nỗi khổ nữa là họ lấy đất sét, loại đất đỏ ba gian, trong đó có 10 phần, thì 6 phần đất và 4 phần cám, rồi trộn với nước, quậy cho nhuyễn ra, rồi họ ép lại thành từng cái bánh. Khi phơi khô xong, lấy nướng đem chia cho mọi người ăn. Ăn đất để sống, quý vị thấy khổ không? Còn mình bây giờ thì sao? Quá sung sướng rồi. Cho nên từ đây về sau, quý thầy vũ Phật tử đừng than khổ nữa nhé. Khi chúng ta tắm một lần thì sao? Mấy trăm lít nước, xả nguyên cái bồn nước cho đầy, rồi vào ngâm cho đã. Bên châu Phi có 3 người tắm chỉ vỏn vẹn 5 lít nước mà thôi. Chúng ta phải thực sự thấy được những hoàn cảnh xung quanh để mình nhìn lại cách ăn ở của chính mình, để hiểu được mình phải làm gì, và phải ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi vân vân như thế nào cho đúng. Hiểu được thông điệp này, nếu chúng ta biết khiêm tốn, tiết kiệm trong mọi hoàn cảnh thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều trong tình đồng loại, chứ không phải là mình buông thả, buông lung, mặc tình. Mình bây giờ giàu rồi, ăn uống không hết, kệ người ta, không sao hết, đâu cần thiết. Có nhiều người lúc còn sinh thời, nghe trong tay có hàng trăm tỷ, lúc đó ăn xài xa đọa quá. Mấy người thân khuyên, thôi xài vừa phải thôi, nhưng lại không nghe. Đến 5 năm sau là tiêu tan gia sản hết, phải đi mướn nhà trọ thuê để ở. Có người mới trúng số được 10 tỷ, rồi mua xe hơi 2-3 chiếc, nhà lầu 2-3 cái, vân vân, ở cho thoải mái, đi du lịch khắp nơi, không lo làm ăn để sinh sống. Bạn bè khuyên nhắc thì bảo, chuyện của ai mới lo đi. Nhưng mà 3 năm sau đó thì lại nghèo hơn lúc khi chưa trúng số được. Có người trở lại đi ăn xin luôn, có không? Khi đi vào phi trường cũng vậy, không chịu xếp hàng. Những người có tư tưởng văn hóa, họ thấy họ lắc đầu, chê bai đủ thứ. Đi vào những nơi chỗ ăn nhanh cũng vậy, chen lấn, họ đến trước mặc kệ, mình cứ chen vào đứng trước họ. Đó là do thiếu hiểu biết về văn hóa, khiêm tốn và lịch sự. Khi đó đi qua nước Pháp, phái đoàn có 30 người. Khi tới chỗ toilet công cộng, rửa mặt, vệ sinh xong, đi ra, kiểm lại thấy thiếu một cô. Cả đoàn đi tìm khắp nơi, vì vô tới đó rộng quá, không biết người này đi đâu, chia nhau đi kiếm hoài không được. Cuối cùng nghe trong phòng toilet có tiếng kêu cứu. Khi lên xe hỏi ra thì mới biết là mỗi khi vô phòng toilet thì bỏ 1 đồng tiền, không có ai canh giữ hết. Bỏ 1 đồng xong thì cái cần gạt này nó lăn qua một cái. Cô ta thấy không gian cần gạt rộng, cho nên hai bà ở ngoài tính toán chen vô một lần cho khỏi tốn tiền. Mà 1 đồng thì cửa toilet nó chỉ mở một lần thôi, từ đó vào thì hai mà ra thì chỉ có một. Khi lên xe rồi cả đoàn đều phê phán, tham tiếc làm chi chỉ có 1 đồng. Các vị nên lấy kinh nghiệm đi nước ngoài nhé. Rồi khi đi chợ, có một lần thầy đứng sau một vị đó mua đồ, vừa cầm món hàng lên thôi, chưa biết xuất xứ của nước nào là chê liền, hàng đâu mà dở xấu dữ, mà chê trước mặt người chủ bán hàng luôn. Quý vị thấy kỳ không? Thiếu lịch sự, thiếu văn hóa giao tiếp. Rồi đi qua gian hàng khác cũng vậy, vừa cầm món hàng lên cũng nói đồ này dở quá, thôi đi qua gian khác mua. Cái này bao nhiêu vậy? Trời ơi, cái này rẻ quá, chắc đồ dởm, thôi đi. Những người sau lưng nhìn vị đó như người ngoài hành tinh mới đến vậy, với một cặp mắt khinh khi xem thường. Có nhiều người đi vô siêu thị, thấy không có ai giám sát hết, lấy cây viết nhỏ bỏ túi, rồi vừa đi ra cổng nó kêu tiết tiết, công an ra bắt lại. Rất nhiều trường hợp như vậy đâu đâu cũng có. Chúng ta nhìn cuộc sống như thế để rồi cảm thông cho mọi người, vì những người đó không có hiểu đạo, họ còn tham lam,
họ còn si mê, chưa có thấu suốt được vấn đề cuộc sống, cho nên mình phải thương, thông cảm cho họ. Vậy mình phải hiểu được mình phải sống như thế nào cho đúng chưa? Nhìn hoàn cảnh để mà học hỏi và sống tốt hơn, không được chê trách ghét họ. Mình nhìn để mình hiểu chính mình và để chỉnh đốn lại hành vi của mình, như thế là đủ. Có những vị tài xế taxi rất dễ thương. Lúc ban đêm mình có việc gấp, gọi họ đến. Bác tài bỏ hết giấc ngủ để đi với mình. 11, 12 giờ khuya đi rất cực. Quay đồng hồ trên bảng số 95.000 đồng, đưa 100.000 đồng, bắt bác tài thối lại 5.000 đồng cho bằng được. Quý vị có thấy trường hợp đó chưa? Rất không biết điều. Hoặc là đi có 25.000 đồng thôi, 12 giờ khuya người ta chạy tới, chỉ đi có mấy km, đồng hồ chỉ 25.000 đồng, vì khách đưa 30.000 đồng mà chờ thối tiền cho bằng được. Anh taxi nói: sáng sớm chưa có tiền thối chị ơi. Chị bảo: thì lại đằng kia đổi tiền đi chị chờ. Quý vị thấy đúng hay sai? Có rất nhiều trường hợp như vậy, chứ không phải không có, thật đáng thương. Có những anh taxi tâm sự rất thương: thầy ơi, bữa đó mùng 1 Tết, 12 giờ khuya rồi, có một người dân gọi cho con, kêu chở một người đi sinh nở, mà gọi điện thoại gọi cả chục bác tài khác, không ai dám rước vì sợ xui. Những quan niệm tà kiến mê tín theo cách nhìn của người ta. Nhưng mà anh đó, anh nói: con thấy những trường hợp đó chở đi rồi thì hình lắm thầy ạ. Khi nghe qua tôi rất cảm động những hành vi đạo đức của bác tài xế taxi đó. Cho nên là con người phải tập những cách ứng xử cho phù hợp với đạo lý trong cuộc sống. Người có đạo tâm thì đi nơi đâu cũng thấy an lạc, cho dù nghèo một chút cũng chẳng sao. Nội tâm an lạc rồi thì giá trị cuộc sống của mình sẽ thanh cao hơn gấp bội. Nhân quả là một vị quan tòa vô hình mà không ai có thể chạy trốn được. Đức Khổng Tử nói rằng: tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du nhi an lạc. Bất tri túc giả, tuy đáo thiên đường diệt bất xứng ý. Người mà biết đủ thì cho dù nằm ngủ trên đất, trên cỏ cũng ngủ ngon và an lạc. Còn người không biết đủ thì cho dù lên cõi trời cũng thấy phiền não và không vừa ý. Có những người chồng đi làm xa về, lên bàn cơm ăn thì gặp cơm lạnh, canh nhạt, khó ăn quá, rồi dằn mâm sáng chén, nhiều khi còn kêu bà vợ ra la rầy nữa. Đến khi hỏi lại mới biết vợ mình đi chợ mua đồ ăn về thì bị té xe. Lúc đó khi hiểu chuyện rồi thì còn sân giận nữa không, còn la nữa không. Mình cũng mệt, người ta ở nhà cũng mệt, dọn dẹp, lau quét đủ thứ. Chớ đi làm về mình tưởng chỉ có mình mệt thôi sao? Chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt, trầm lắng sâu sắc một chút để nhận chân được thực tại của cuộc sống, rồi mình sẽ sống tốt hơn, đúng nghĩa hơn. Chứ đừng để những tư tưởng lừa gạt chính mình, rồi đưa ra những quyết đoán sai lầm, đáng tiếc. Ai cũng cho mình đúng hết mới phát sinh ra cãi lộn. Còn nếu có một người khiêm tốn chịu nhận sai về mình thì gia đình sẽ đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Chính vì lẽ đó nên gọi là cãi lộn, là cãi không trúng. Phải cãi đúng thì cũng được, còn đây là cãi lộn. Cãi lộn rồi vậy mà cũng cãi cho bằng được mới thôi. Cuối cùng cả hai đều khổ, còn cái trong nhà cũng bị khổ lây luôn. Thế rồi nhà mình trở thành địa ngục hồi nào không hay. Đó chính là địa ngục thiết thực nhất, chứ không phải địa ngục ở dưới lòng đất mà lâu nay chúng ta hay tưởng tượng. Một khía cạnh nữa là khi chúng ta đi đến những chùa khác, nhất là khi vào bếp rảnh rang mà ngồi năm ba người lặt rau, lúc ấy nói lý đạo chừng 5 phút thôi, sau đó toàn là nói lý đời. Thế nên từ nay về sau, khi đến chùa nào hay đạo tràng nào nên phải bình tĩnh và bình tịnh. Bình tĩnh thì nhìn thấy sự sáng suốt của cuộc sống, bình tịnh là sự thanh tịnh của nội tâm. Lúc ấy chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống này không có cái gì hoàn toàn đúng hết, cũng không có cái gì hoàn toàn sai hết. Đó chính là tư lương mà mình sẽ mang theo đi suốt cuộc hành trình dài vô tận trong những kiếp lai sinh. Bây giờ quý vị nào nói mình đã hiểu mình rồi,
giơ tay lên coi. Mình là gì, biết không? Đôi dép này là của mình, dây chuyền này là của mình, phải không? Cái tủ này là của mình, vân vân. Vậy là cái gì cũng của mình hết. Mà không biết mình là gì, thì thật sự mình hiểu mình chưa? Chưa hiểu mình, chưa thật sự hiểu mình, mà chỉ hiểu mình trong một khía cạnh nào đó. Vậy thì sao? Làm sao để tu đây? Có phải cái thân tứ đại này là mình không? Phải không? Vậy mình là gì? Mình là cái suy nghĩ này phải không? Cũng không phải. Mình cũng chẳng phải tứ đại này, mà cũng chẳng rời cái tứ đại này. Mình cũng chẳng phải là cái ngũ quẩn này, mình cũng chẳng rời cái ngũ quẩn này. Ngoài cái thân này, cái gì là mình? Như vậy là phủ định cái định nghĩa mình, phủ định cái ta mà bấy lâu nay mình cho đó là mình. Nếu không có thân tứ đại này thì làm sao tu đây? Mà nói mình tu là cái gì tu? Vậy tâm là mình phải không? Như vậy cái gì là mình? Trong kinh Bát Nhã phá chấp ngũ quẩn hết rồi. Như vậy mình cũng chẳng phải là thân này, mà mình cũng chính là thân này. Vậy thì mình hay ta chỉ là tạm đặt tên thôi, chứ đâu có thật. Cho nên hiểu ta không là gì cả, đó chính là hiểu được ta. Bây giờ ai có lỡ chửi hay nói nặng mình cái gì, hoặc vu oan cái gì, hay nói xấu mình cái gì, chúng ta phải nên nhớ câu thần chú gì để đối trị với những phiền não đó. Tên tức chẳng phải là tên, mình chẳng phải là mình mà tạm gọi là mình thôi. Họ chỉ nhằm vào ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tứ đại, đất, nước, gió, lửa này thôi. Vì vậy, chửi ta tức chẳng phải là chửi ta mà tạm gọi là chửi ta vậy thôi. Tiếng chửi đó cũng tức là không khí phà ra từ miệng thôi. Nếu mà chấp trước thì cho tiếng chửi đó là thật, thì ngay đây không tức là chửi. Âm thanh đó chỉ là một lời nói, một hơi thở phà ra từ miệng, do miệng lưỡi, môi răng, thanh quản vân vân kết hợp lại mà thành. Nhưng nếu không biết tu liền cho nó là thật, sân giận lên là phiền não rồi đó. Mai mốt đến nhà tôi sẽ trả đũa cho biết. Dám nói xấu sau lưng tôi hả? Tôi nghe hết rồi. Một hơi thở nhẹ nhàng thôi mà nó đã làm cho tâm con người trở nên xa cách nhau vạn dặm. Thiền sư Phật Ấn và tôi Đông Pha là hai người bạn thân có duyên tiền kiếp rất thâm tình. Hai người thường tới lui đàm luận Phật Pháp. Một hôm, ngài Tô Đông Pha làm một bài thơ, sai người hầu gửi qua sông cho thiền sư Phật Ấn ở bên chùa. Trong bài thơ đó có bốn câu: Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Tạm dịch: Đế đầu lễ chư Phật, hào quang khắp đại thiên, bát phong thổi chẳng động, ngồi vững trên kim liên. Ý của Tô Đông Pha nói với thiền sư Phật Ấn là tôi đã tu hành đến bát phong suy bất động rồi. Thiền sư Phật Ấn mới nhìn qua liền cười và viết đáp lại hai chữ đánh rắm. Xong nhờ anh chèo thuyền qua sông bảo: Đem thư này về đưa lại cho ngài Tô Đông Pha giùm ta. Khi đem thư về, ngài Tô Đông Pha vừa mở ra thì sân giận, mặt mày nóng đỏ lên. Tô Đông Pha giận quá nói: Hồi nào tới giờ mình với ổng là bạn bè thân thiết với nhau, luôn bàn luận đạo lý với nhau, mà bây giờ mình trình sở ngộ của mình cho ông ta biết, ông ta lại ghi hai chữ rất thầm tệ như vậy. Thế rồi xuống thuyền kêu người hầu chèo thuyền qua gấp bên chùa đó gặp ngài Phật Ấn, hỏi cho ra lẽ mới được. Đến nơi Tô Đông Pha hỏi: Tại sao ông lại chê bai tôi thầm tệ như vậy? Thiền sư Phật Ấn cười: Ông nói bát phong thổi không động, mà chỉ có một cơn gió nhẹ thôi mà đã thổi ông bay từ bên kia sông qua bên đây sông rồi. Nói chưa ra lời, chỉ là một chữ viết thôi mà còn vậy đó. Qua câu chuyện ngắn gọn cho chúng ta hiểu rằng lời nói chỉ là một hơi thở thôi. Sau này người nào đó có vô tình nói nặng lời thì mình phải hiểu là lời nói tức là không nhé. Nếu ai nói lời nói nặng tôi thì đem cân thử xem lời nói đó nặng bao nhiêu ký, có ai cân được không? Nếu không cân được, sao chấp trước làm gì cho vướng bận khó tu? Cho nên trong cuộc sống này chúng ta may mắn lắm mới gặp được Phật Pháp,
mới có một cái nhìn đúng lẽ thật, thẩm thấu lời nói của thế nhân, ứng xử sao cho hợp lẽ đạo. Đó gọi là chánh kiến. Còn tà kiến thì sao? Thôi, thầy nói gì nói, mà giờ con khổ quá, thầy phải cầu nguyện cho con được hết bệnh. Con đang bệnh khó chịu quá, thầy cầu cho con hết bệnh, con mới tin, con mới đi chùa. Hoặc là thầy chú nguyện vô ly nước, con uống cho hết bệnh, con mới nghe lời thầy. Đó chính là tà kiến. Hồi đó quý thầy dẫn phái đoàn đi chùa ở Sóc Trăng, thì gần bên chùa có một cái miếu bà. Đoàn đi khoảng mười mấy người, vào chùa lễ Phật xong, ra thấy thiếu mất mấy người, không biết đi đâu. Mà thiếu sót này không phải bị kẹt trong toilet, mà là len lén đi vô xá xá, cầm ống xăm lắc lắc nghe rỗng rẽn. Lúc đó thầy cười nói, tội nghiệp chúng sinh quá. Quý vị thấy không, đi theo quý thầy mà còn như thế. Những vị đó thiếu may mắn, không lãnh ngộ được ý nghĩa chánh kiến như quý vị đây, cho nên đi vào con đường tà kiến, để rồi đến trước Phật mà chẳng thấy Phật đi đâu. Nếu kiếp này không chịu hồi đầu thì đời đời mãi mê xa tích. Bởi vậy Đức Phật dạy, người tu mà không biết ứng dụng những giáo lý vào cuộc sống thì giống như cái muỗng múc canh thôi. Tuy nó nằm trong bát canh, nhưng nó không đếm được mùi vị của bát canh đó ngon dở như thế nào, chua ngọt ra sao. Nó vẫn chỉ là cái muỗng vô tri mà thôi. Mình đến với đạo Phật, nghe biết chánh kiến rồi, khi về nhà cũng len lén đi xin xăm, coi tướng, coi bói, vân vân. Mình mà như thế là giống muỗng múc canh rồi đó. Cho nên chúng ta phải xác định lập trường cho vững chắc, đừng để bị ngoại duyên chi phối, rồi thì sẽ trầm luân đau khổ. Đời này tà kiến, mà cứ chạy theo tà kiến thì lâu ngày thành nghiệp tà kiến. Mà nghiệp tà kiến này tức là thói quen hư ngụy hình thành nên. Thường cái gì là thói quen được gọi là nghiệp. Quân tập quen rồi, nó có sức mạnh cuốn lôi ta thì gọi là nghiệp lực. Đến khi cần tử nghiệp đến, nghĩa là mình sắp chết, thì lúc đó nghiệp nào ta tạo nhiều thì nghiệp đó nó sẽ dẫn mình đi tái sinh sang kiếp sau. Thí dụ kiếp này chúng ta tạo nghiệp thiện, nghiệp chánh kiến, nghiệp giới định tuệ nhiều thì sẽ có sức mạnh lớn. Khi cần tử nghiệp tới, không cần thầy nào tới tụng kinh gì cả, mình cũng tái sanh theo nghiệp thiện của mình mà thôi. Vẫn tươi cười mà ra đi trong thoải mái, an lạc nhẹ nhàng, khỏi cần tốn tiền mướn thầy cúng. Bây giờ mình biết rồi thì phải quyết tâm chuyển hóa nó đi vào con đường chánh kiến, không bị lạc lối nữa. Cuộc sống mong manh trong kiếp luân hồi này không thể xem thường được. Hôm nay nghe được giáo pháp thì phải chuyên tâm thực hành, đừng để qua suông vô ích. Thiền sư Quy Sơ Linh Hữu dạy, một mai bệnh nặng nằm trên giường, các khổ quay quanh bức bách, sớm tối lo nghĩ, trong lòng sợ sệt bồi hồi, đường ở phía trước mịt mờ, chẳng biết về đâu. Đến đây mới biết hối hận, đợi đến lúc khát nước mới đào giếng, làm gì kịp nữa. Tự hận sớm chẳng chịu tu, đến tuổi xế chiều sinh nhiều điều tội lỗi. Khi sắp ra đi thì sự sống tan rã nhanh chóng, nên sợ hãi kinh hoàng. Giống như lụa lũng thì chim sẻ bay ra, thân chết rồi thì tâm thức đi theo nghiệp tạo. Như kẻ thiếu nợ, ai mạnh trước đòi, tâm tạo nhiều nghiệp, nặng đâu rơi đó. Quỷ vô thường giết người không ngừng trong mỗi niệm, mạng sống chẳng thể kéo dài, thời gian không thể chờ đợi. Ba cõi trời người nếu chưa thoát khỏi được thì cứ như thế mà thọ thân mãi mãi, số kiếp chẳng thể tính bàn. Ngài đã nhắc nhở cho chúng sinh tha thiết kiến tu, nhưng ngặt nỗi đời này cách thánh lâu xa, chúng sinh phần nhiều giải đãi, thật đáng thương thay. Tuy nhiên như thế Đức Phật rất từ bi, mở bày ra nhiều phương tiện cho những chúng sinh hữu duyên. Đó chính là phương thức sám hối nghiệp chướng cho những người lỡ tạo nghiệp ác rồi, mà nếu ăn năn cũng có chỗ hồi đầu. Thời Phật còn tại thế, tại thành Đức Xoa Tỳ La, có một mỹ nữ sắc nước hương trời tên là Liên Hoa Sắc, còn một trưởng giả vô cùng sang giàu. Lúc lên 16 tuổi, Liên Hoa Sắc lấy chồng. Sau thời gian chung sống với chồng, Liên Hoa Sắc sinh một bé gái. Nhưng cảnh đời trớ trêu, cha chồng chết sớm, mẹ chồng còn xinh đẹp.
sinh lý còn cường thịnh. Bà dụ dỗ chồng của Liên Hoa Sắc vào con đường mất hết đạo lý. Bà còn đối xử tệ bạc với Liên Hoa Sắc. Đúng là mẹ chồng nàng dâu theo thường tình. Bà cấm Liên Hoa Sắc không tiếp xúc nhiều với con bà và xem Liên Hoa Sắc không khác hầu thiếp của bà. Cuộc sống của Liên Hoa Sắc không khác một tớ gái trong gia đình. Quá buồn tình, uất ức cùng độ, Liên Hoa Sắc trốn nhà ra đi, bỏ con lại cho chồng và cũng không dám trở về với gia đình cha mẹ. Lang thang đó đây kiếm kế sinh nhai. Sau mấy năm ổn định lại được tinh thần, hương sắc phục hồi, gái một con trong mòn con mắt. Liên Hoa Sắc tái giá với một thương gia giàu có. Vì sự nghiệp buôn bán ngược xuôi, chồng Liên Hoa Sắc ít có ở nhà. Nhờ có tay thương mại, chồng của Liên Hoa Sắc làm ăn ngày một phát đạt thịnh vượng. Một hôm từ thành Đức Xoa Thi Loa trở về nhà, thương gia dẫn về một nàng hầu trẻ đẹp. Để tránh xáo trộn trong gia đình, thương gia tàu một biệt thự riêng để nàng cư ngụ. Nhiều đêm thương gia lấy lý do giao tế thăm viếng bạn bè, tính kế làm ăn để đến nhà riêng ăn ở với nàng hầu. Nghe bà con làng xóm xì xầm, Liên Hoa Sắc để tâm theo dõi. Về sau Liên Hoa Sắc tìm được nhà riêng của chồng nơi thu giấu nàng hầu. Và một chiều hôm Liên Hoa Sắc lên cơn thịnh nộ, đi bắt ghen kẻ cướp chồng mình. Khi đột nhập vào ngôi nhà riêng của chồng, bắt gặp hai người đang tâm tình. Nhưng than ôi, nàng hầu của chồng chính là con gái mình của đời chồng trước. Tâm hồn bấn loạn, Liên Hoa Sắc ngã ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại, lòng miên man suy nghĩ, chẳng rõ vì nghiệp báo gì kỳ quặc đến thế. Vì trước đó bà già cướp chồng, nay chồng lại ăn ở với con gái, mình biết xưng hô bằng cách nào cho phải đạo lý luân thường? Cuộc đời còn gì là ý nghĩa? Chán nản thế thái nhân tình, Liên Hoa Sắc quyết đi làm cái điếm để phá hoại gia thất của các chàng sở khanh. Các bộ đàn bà có báo hoàng thư, mặt khác để mua vui và quên hết quá khứ thê thảm. Vì quá uất hận, Liên Hoa Sắc không phải chỉ chọc phá người thế tục mà muốn thử thách trêu chọc các nhà đạo sĩ nữa. Một hôm Liên Hoa Sắc đến ẩn nấp trong một hoa viên nằm trên con đường Mục Kiền Liên thường đi qua vào sáng sớm. Khi Mục Kiền Liên đi du quá đến cổng hoa viên, Liên Hoa Sắc đón đường ra chọc ghẹo. Nhờ có đạo lực cao, biết đó là một gái điếm lẳng lơ định mê hoặc mình, Mục Kiền Liên dừng lại từ tốn hỏi thăm và quyết tâm thuyết phục người dâm nữ trở về nẻo thiện. Mục Kiền Liên nói với Liên Hoa Sắc: hình dáng diện mạo của cô thật xinh đẹp, phục sức thật vô cùng lộng lẫy, đến nỗi nào cô không thể kiếm được một tấm chồng giàu đẹp có địa vị trong xã hội mà lại đi vào con đường dơ quế như thế này. Cô đã lún xuống bùn dơ, cô càng dùng dãy thì càng lún sâu thêm nữa. Cô chọc phá đời người, cô tội lỗi biết chừng nào. Biết không thể khuynh đảo được đạo sĩ, Liên Hoa Sắc trình bày với Mục Kiền Liên tất cả tâm sự ngày trước, nước mắt tràn chảy và thưa: thưa đạo sĩ, với hoàn cảnh của tôi tất là quái văn, khiến tôi phải tan nát cuộc đời, tạo nhiều lỗi lầm. Giờ đây biết lấy gì chuộc nổi? Mục Kiền Liên an ủi dỗ dành cô Liên Hoa Sắc: con người khi đã ngã xuống đất thì phải biết chống đất mà đứng lên. Thua keo này thì bài keo khác, miễn có ý chí thì sẽ vượt qua tất cả. Còn nếu cô đã lỡ lầm tạo nhiều tội lỗi thì hãy thành tâm sám hối. Ở đời có hai hạng người mạnh nhất, đó là người không tạo ra tội. Người có tội lỗi liền biết hối cải sửa mình. Muốn sạch hãy lấy nước mà rửa. Nước đầy tràn sâu rạch, dù dơ đến đâu khi chảy ra ngoài biển cả đều trở thành trong biếc. Tâm hồn của cô bất định thì hãy đem Phật pháp mà tẩy rửa. Đức Phật có 8.000-4.000 pháp môn rất khế lý khế cơ. Con người có thể tùy theo hoàn cảnh khả năng để chọn pháp môn tu tập. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh trong tâm, dù phiền não lỗi lầm che khuất bao nhiêu lớp, có quyết tâm đều sẽ chùa sạch để giác ngộ giải thoát. Cô có thể tháp tùng theo tôi đến trước Phật cầu pháp sám hối, tu tập theo con đường chánh đạo.
đúng là mê nhất kiếp, ngộ nhất thời. Qua lời giải thích an ủi đạo lý của tôn giả liên quan sắc tỉnh ngộ, nét mặt trở lại tươi tỉnh, xin đi theo Bục Kiền Liên và bái yết Phật. Liên quan sắc được Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ kheo ni gương mẫu, và về sau Liên quan sắc chứng quả A La Hán và trở thành vị tỳ kheo ni có thần thông đệ nhất. Trên đời này ai mà không có lỗi lầm? Chúng ta là những người còn đang tu thì làm sao tránh khỏi những sai sót? Điều quan trọng là mình phải dám cương quyết vượt lên chính mình, thắng chính mình, sửa đổi những lỗi lầm mà khi mê chúng ta lỡ gây tạo. Ý nghĩa sám hối rất sâu xa. Người phạm tội lỗi giống như một ly thuốc độc, nếu biết ăn năn hối cải cũng giống như hàng ngày cho vào ly thuốc độc đó những dòng nước tinh khiết trong sạch. Đến một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm, vân vân, thì ly thuốc độc đó sẽ không còn nữa, và chúng ta có thể cầm ly nước đó uống mà vẫn không chết. Đó chính là công năng của việc thành tâm sám hối. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà sám hối có kết quả nhanh hay chậm. Phật dùng tâm. Thuở xưa, trong hàng thánh chúng đệ tử của Đức Phật, Ngài Tu Bồ Đề dùng trí quán chiếu soi thấy tánh không của các pháp, thể chứng lý không. Từ đó tôn giả thường nói lý không, và các quay nghi tế hành đều biểu thị lý không. Tương truyền một hôm tại động Kỳ Xà Quật trên núi Linh Thứ, trong lúc đang giá áo, tôn giả dùng trí quán chiếu biết Đức Phật du quá phương xa sắp trở về. Tôn giả ngưng việc giá áo định đi đón Phật, nhưng liền nghĩ rằng Phật là bậc vô ngã, pháp thân không tịch vắng lặng, ngã và ngã sở đều không, tuyệt nhiên đối đãi. Phật đã từng nói không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, các pháp rộng lặng, pháp tánh biến khắp không gian và thời gian. Pháp thân Phật ở đâu mà chẳng có. Vì thế ta đi đón Phật có thể bị Phật quở trách là người hành tà đạo. Trong hội Bát Nhã, Đức Phật đã nói: nếu lấy sắc để thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Sau khi suy nghĩ, tôn giả ngồi giá áo một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ trên đường trở về, Phật được tăng đoàn và đông đảo quần chúng chuẩn bị đón tiếp vô cùng trang trọng. Trong số đó có tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, vị chứng thần thông đệ nhất bên ni, vận dụng thần thông hóa thành chư thiên để đón Phật trước nhất. Khi gặp Phật, Liên Hoa Sắc đảnh lễ và bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nhờ có phép thần thông con hay tin Thế Tôn về và đến đây chờ đảnh lễ Thế Tôn trước hơn ai hết. Trước nét hân hoan của Liên Hoa Sắc, Phật mỉm cười từ tốn nói rằng: Liên Hoa Sắc, người nghênh đón ta trước tiên chẳng phải là ngươi. Nhìn bốn phía chẳng thấy ai, tất cả đều còn ở sau xa. Với vẻ hoài nghi bàng hoàng, Liên Hoa Sắc quỳ thưa: bạch Thế Tôn, con vận dụng sức thần thông khi đến đây chẳng thấy có ai cả, thế ai là người đoán Đức Thế Tôn trước con? Trong lúc Liên Hoa Sắc vừa chấm dứt câu hỏi, Ca Diếp và tăng đoàn từ từ tiến đến. Để chúng tăng quy tụ đông đảo, Phật mỉm cười và nói với tất cả, mà cũng để trả lời cho Liên Hoa Sắc, Phật nói: này các tỳ kheo, các ông đã không quản xa xôi để đến đây đón ta, nhưng người gặp ta trước tiên chính là Tu Bồ Đề, hiện giờ tại núi Kỳ Xà Quật. Tu Bồ Đề đang chiếu quán tánh không của các pháp. Người thấy thể tánh rỗng lặng nhưng như bất động chính là người trực tiếp nghênh đón ta trước nhất. Chúng đệ tử kể cả Liên Hoa Sắc nghe Phật nói mới thấu rõ tướng của các pháp là hư vọng, như chiêm bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp. Thể tên các pháp là pháp không tịnh, ly ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Tu Bồ Đề đã thấu rõ chân lý đó, nên tôn giả là người đón Đức Thế Tôn trước hơn ai hết. Tôn giả xứng đáng là vị giải không đệ nhất trong hàng thánh chúng. Tâm hạnh và việc làm của Tu Bồ Đề là không phải trên lý thuyết suông, mà Ngài luôn thực hành lời dạy của Đức Phật, thật đúng với câu Phật dạy: người tuy xa ta mà luôn thực hành giáo pháp của ta thì cũng giống như đang ở gần trước mặt ta, còn người tuy ở gần ta mà không biết tu tập thì cũng như xa ta nghìn dặm vậy.
công hạnh vô ngã vô tâm của tôn giả Tu Bồ Đề này rất thâm sâu, quý vị nhớ cố gắng thực hành theo. Trong đạo tràng cũng vậy, có nhiều người lam lũ ở dưới bếp, lặt từng bó rau, rửa từng cái chén, quét từng cọng rác, 3-4 giờ sáng đã âm thầm thức dậy làm, thổi từng bếp lửa, bếp than, mặt mũi đầy bụi bặm, quý vị thấy không? Những người đó là có tâm chân thành nên phước cũng lớn. Trong chúng thấy việc gì cần làm là làm, không cần khen ngợi tân bốc, hay thấy người lớn mình mới chịu làm, không phải chờ thầy xuống thấy ta mới làm. Thật sự là mọi việc trong đạo tràng đây chính là làm cho chính bản thân mình. Phật dụng tâm là vậy. Có những toilet quý thầy phải lau quét chùi sạch giùm cho Phật tử mà quý Phật tử có biết đâu. Nhiều khi sinh hoạt dơ rồi cứ mặc kệ đó, thôi không sao, mình vài bữa nữa cũng về rồi, lau quét làm chi cho mệt. Ý nghĩ đó là tự đốt phước của chính mình không hay. Vào thiền viện hoặc đi đâu đó, chúng ta phải thật có ý thức về việc này. Lúc Phật còn tài thế, La Hầu La đã phát nguyện giữ gìn giới luật, cẩn thận lời nói, tiến tu bậc hạnh. Nhưng Đức Phật vẫn bảo tôn giả Xá Lợi Phất luôn kiềm chế La Hầu La bằng những công tác hàng ngày. Theo lời Phật, Xá Lợi Phất giao việc quét dọn sân vườn cho La Hầu La. Một hôm, sau khi thực hiện xong công tác hàng ngày, La Hầu La vào giảng đường nghe Phật thuyết pháp mãi đến tối mới trở về phòng. La Hầu La thấy một khách tăng đã dọn y bát của La Hầu La ra ngoài để lấy phòng nằm ngủ theo sự hướng dẫn của vị quản lý. Vì đã nguyện kính tiếng lặng hơi theo pháp bậc hạnh, La Hầu La định ôm y bát ra sân ngồi. Thình lình trời đổ mưa xối xả, La Hầu La lại ôm y bát vào nhà xí. Cũng vì trời mưa, nước ngập hang, một con rắn tìm nơi lánh nạn bò vào nhà xí. Vì trời tối, La Hầu La ngồi bất động không thấy rắn. Trong cơn nước ngập, rắn bò kiếm chỗ khô ráo nên cũng không biết có người trong nhà xí. Ngay tối hôm đó, có người báo cho Phật hay La Hầu La bị một khách tăng chiếm phòng và có thể La Hầu La ẩn mưa trong nhà xí. Phật liền đi tìm La Hầu La. Khi rọi đèn vào nhà xí, Phật thấy La Hầu La ngồi bó gối ở một góc, con rắn khoanh tròn ở một góc, còn La Hầu La được Phật gọi ra và dẫn vào tinh xá. Sáng hôm sau, Phật tập hợp tăng đoàn ban hành quy chế, sa di có thể ở chung phòng với tỳ kheo. Lại nữa, lúc La Hầu La tuổi còn trẻ, ít tham gia sinh hoạt của tăng đoàn, chỉ dâng lời Phật, chuyên tu quay nghi tế hạnh. Lúc 20 tuổi, La Hầu La chứng thánh quả và được nhiều người kính trọng. Vì thế La Hầu La được tín chúng cúng dường nhiều nhất. Một hôm Đức Phật ở thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp, có một trưởng giả đến xin quy y Phật nhưng lại rất hữu duyên với tôn giả La Hầu La. Sau ngày quy y, vì cùng một quê hương Ca Tỳ La Vệ, ông trưởng giả cúng dường cho La Hầu La đủ các thứ cần dùng. Sẵn có tài sản, trưởng giả sẽ cất một tinh xá dân cúng. Tinh xá khang trang rộng rãi nên La Hầu La dọn về thường trú ở đó. Trên đường đi thuyết pháp, các tỳ kheo cũng thường ghé lại tinh xá của La Hầu La. Vì thế tinh xá lúc nào cũng đông khách ra vào. Một hôm, vì nghĩ tinh xá do mình cúng nên mình có trách nhiệm quản lý, ông trưởng giả rất siêng năng lui tới tinh xá, bàn bạc với La Hầu La việc này việc nọ. Đợi lúc ông còn lớn cao quyền hạn của trụ trì La Hầu La, là một người tu hành nhẫn nhục, luôn im lặng trước bộ hành động của vị trưởng giả, và cũng vì chưa nghe Phật chế giới tiếp nhận và quản lý tinh xá như thế nào, nên trong dịp trở về tịnh xá Trúc Lâm, La Hầu La thỉnh Phật chỉ dạy. Đức Phật dạy rằng, trong giáo pháp của ta, việc của tăng đoàn hàng tín chúng không được can dự vào. Phòng ốc tinh xá của tăng đoàn, cư sĩ Phật tử không có quyền quản lý, dù bất cứ vật gì, kể cả tinh xá. Sau khi đã dâng cúng, quyền sở hữu thuộc về chư tăng. Nghe Đức Phật giải thích rõ ràng, sau đó La Hầu La về trình bày với ông trưởng giả. Đã không thông hiểu Phật pháp, lại ỷ đã bỏ tài sản ra xây dựng, đương nhiên ông có quyền quản lý. Do đó, trước kính trọng cúng dường cho La Hầu La bao nhiêu, bây giờ trưởng giả là quán thù La Hầu La bấy nhiêu, xem tôn giả La Hầu La là người chiếm đoạt tài sản. Một hôm La Hầu La có việc phải vào thành xá vệ, đúng lúc trưởng giả viếng thăm tinh xá, vì tâm bất bằng lòng có sẵn, lại thấy tinh xá vắng vẻ,
trưởng giả vội vàng đem tinh xá cúng dường cho một vị tỳ kheo khác. Khi xong việc trở về, thấy tinh xá có người đến ở, với tâm không vụ lời tranh chấp, xả bỏ tất cả, La Hầu La ôm y bát trở về tinh xá Kỳ Hoàng. Thấy lạ, Đức Phật hỏi lý do. La Hầu La trình bày với Phật, tinh xá đã bị trưởng giả thu hồi và đem cúng dường cho một vị tỳ kheo khác. Đức Phật nghĩ, người không hiểu Phật pháp mà đi làm Phật sự thật là một điều khó. Sau đó, Phật triệu tập tăng đoàn và dạy: những vật đã đem bố thí cho người, tính thí đem tặng lại cho các ông không được tiếp nhận. Nói thế không phải ta thiên vị bên vực quyền lợi cho La Hầu La. Phép tắc trong giáo đoàn phải được quy định rõ để tránh các rắc rối về sau. Những mật hạnh của La Hầu La không cần ai biết mà luôn sẵn sàng nhường những điều tốt đẹp cho người khác. Đó chính là sự nhẫn trong vô ngã. Thiền sư Quảng Khâm ngày xưa tu hành thanh tịnh, thí chủ ủng hộ cúng dường rất nhiều tài vật, vì thế đại chúng ăn uống bỏ bê phung phí. 2 giờ tối, Ngài một mình thức dậy lựa ra những miếng cơm cháy mà đại chúng đã bỏ ngoài thùng rác, lấy rửa sạch rồi phơi khô đem cất vào thất. Một ngày nọ, Ngài nói với đại chúng: hôm nay ta có một món ăn xin đãi đại chúng. Ngài đem cơm khô đó rồi rang lên, trộn với đường, với dừa. Rang xong ăn rất giòn và ngon. Đại chúng vui mừng hớn hở liền hỏi Ngài: bạch thầy, món này ở đâu mà Ngài có? Thiền sư Quảng Khâm nói: cái này là do đại chúng bỏ đi mà ta lượm lại được. Quý vị thế hành tiết kiệm như vậy, còn chúng ta đây thì sao? Cho dù mình có xe hơi, cho dù có nhà lầu hay có tiền vàng rừng bạc bể đi chăng nữa, cũng phải thọ dụng cẩn thận trong sự chánh niệm tỉnh giác, chứ đừng nghĩ rằng đồ này của ta rồi ta dùng thoải mái, không khéo lâu ngày tổn phước, đến lúc ấy khó tu lắm. Thọ dụng của đàn na tính thí mà không chịu tu tập là phung phí thì sẽ mang lông đội sừng mà trả nợ, chứ chẳng phải tầm thường đâu. Quý thầy hôm nay cũng đang dây nợ quý Phật tử đó. Tu hành không phải nói lý lẽ suông mà phải chân thành dụng tâm thể nghiệm vào cuộc sống hàng ngày. Một tâm mà sáng tỏ thì liễu thông tất cả pháp. Chỉ cần không không khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Tự tánh luôn hành xử trong trí huệ bát nhã thì lo gì việc lớn chẳng thành ư? Niệm niệm đến đi đều trong khuôn phép, sự lý như dung liền thành pháp khí. Đến đó thì tổ tổ tâm tâm đều ứng hợp diệu quyền. Không một vật có thể được, nhưng ứng cơ tiếp vật thì diệu dụng hằng xa. Ngay đây không hề thoái chuyển, nói bàn hư thật khó phân. Không phải là tri âm há có thể hiểu được chỗ này sao? Hẹn cùng mặt thấy nhau. Một hôm, Lục Tổ Huệ Năng bảo đại chúng: tự tâm các ông là Phật chứ có hồ nghi. Ngoài ra, có một vật có thể kiến lập đều là bản tâm sinh ra muôn pháp. Cho nên kinh nói, tâm sanh các pháp sanh, tâm diệt các pháp diệt. Nếu muốn thành tựu dụng trí, cần phải đạt được nhất tướng tam bụi và nhất hành tam bụi. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng ấy chẳng sanh thương ghét, cũng chẳng lấy bỏ, chẳng nghĩ đến sự lợi ích, thành hoại, vân vân, an nhàn, điềm tĩnh, rỗng rang, đạm bạc, đó gọi là nhất tướng tam bụi. Nếu tất cả chỗ đi, đứng, ngồi, nằm, thuần nhất cực tâm, chẳng động đạo trạng, liền thành tịnh độ, đó gọi là nhất hành tam bụi. Các bậc cổ đức thường nói, tâm chánh thì cảnh tà cũng biến thành chánh, nơi nơi đều là đạo tràng. Tâm tà thì cảnh chánh cũng biến thành tà, nơi nơi đều là địa ngục. Một hôm có vị tăng hỏi thiền sư Bá Trượng: thế nào là pháp yếu đại thừa đốn ngộ? Sư đáp: các ông trước dứt các duyên, bạc hết muôn diệt, hết thảy các pháp thiện cùng bất thiện, thế gian cùng xuất thế gian, chớ có ghi nhớ, chớ có nghĩ tưởng, buông xả thân tâm cho nó tự tại. Tâm như gỗ đá không còn phân biệt, tâm không giới niệm, đất tâm nếu không thì mặt trời trí tuệ tự hiện. Chỉ cần dứt hết thảy phan duyên, tham sân ái thủ, tình chấp cấu tình sạch hết, đối với ngũ dục bát phong chẳng động, chẳng bị cái thấy nghe hay biết ràng buộc, chẳng bị các cảnh làm mê lầm, thì tự nhiên đầy đủ thần thông diệu dụng, đó là người giải thoát. Đối với tất cả cảnh
tâm không loạn, không tịnh, không nhiếp, không tán, vượt qua tất cả thanh sắc, không có vướng mắc, gọi đó là đạo nhân. Lại bảo, luận về người học đạo, nếu gặp các thứ khổ, vui, vừa lòng hay trái ý, tâm vẫn không lui sụp, chẳng màng tới danh tiếng, lợi dưỡng, áo cơm, chẳng ham công đức, lợi ích, chẳng bị pháp thế gian làm vướng bận, không thân, không ái, khổ vui chẳng bận lòng, áo xấu che thân, cơm hẩm đỡ dạ, ngây ngây như ngu, như điếc, mới có chút phần tương ưng. Nếu ở trong tâm học nhiều tri giải, cầu phước, cầu trí đều là sinh tử, đối với lý nào có ích gì? Trái lại, bị gió tri giải thổi trôi vào trong biển sinh tử. Ba thừa giáo dùng để trị các bệnh tham sân si vân vân. Nay đây, niệm niệm, nếu có các bệnh tham sân, thì trước tiên cần phải trị nó, mà chẳng cần tìm cầu nghĩa cứu, tri giải. Tri giải thuộc về tham, tham biến thành bệnh. Nay chỉ cần lìa tất cả các pháp có không, cũng lìa cả cái lìa, thấu qua ba câu. Theo Ngài Vân Bôn thì: một, tiệt đoạn chúng lưu, chặt đứt các dòng. 2. Hàm cái càng khôn, chứa đựng càng khôn. 3. Tùy ba trục lãng, đuổi theo làn sóng. Còn theo Kinh Đại Nhật ghi: 1. Bồ đề tâm là nhãn. 2. Đại bi tâm là căn. 3. Phương tiện tâm là cứu cánh. Thì tự nhiên cùng Phật không khác. Đã tự là Phật, lo gì Đức Phật không biết thuyết pháp. Chỉ e chẳng phải Phật nên bị các pháp có không ràng buộc, chẳng được tự do. Vì lý đạo chưa lập mà trước đã muốn cầu phước, vì phước lôi đi như kẻ hèn sai khiến người sang. Chẳng bằng trước lập lý đạo tu hành, rồi sau hãy có phước, phước hữu lậu. Còn hiện nay thời đại chúng ta là thời đại của sự tranh chấp hơn thua của các ý thức hệ. Mỗi chủ thuyết đều được bắt nguồn từ một nhận thức nào đó về cuộc đời. Những trực giác và nhận thức về cuộc đời thì dù cho chính xác đi nữa cũng chưa chắc có thể cho chúng ta bộ hình ảnh toàn diện về sự thực cuộc đời. Chưa nói đến sự kiện cuộc đời luôn luôn biến chuyển và sự hình ảnh của nó cũng luôn luôn thay đổi. Vậy nếu những cái thấy biết kia tự cho mình là chân lý của muôn thời và muôn xứ, thì cố nhiên là giữa nhân loại sẽ có sự cuồng tín độc tài, chia rẽ và khổ đau. Đạo Phật dạy cho chúng ta hiểu biết và thực hành vô ngã, thẩm thấu được thực tại thì rộng lớn và luôn luôn biến chuyển. Các pháp môn của Đạo Phật phải khả hành và hữu hiệu. Mà nếu muốn được như thế thì người Phật tử phải biết ý thức về việc nhận thức thực tại, phải được thực hiện thường xuyên mới giúp ích cho tâm hạnh, để phụng sự và giúp đỡ nhân loại. Phải luôn luôn tỉnh táo, phải mở mắt, phải lắng tai, phải biết học hỏi và chấp nhận những thành công của người khác. Nếu không khéo, sự vô ngã có thể tuột ra khỏi tầm tay ta bất cứ trong giây phút nào, nếu ta cứ tin tưởng ngây thơ rằng cái sở trí của ta là đầy đủ và chính xác nhất. Cho nên nếu người Phật tử chỉ học kinh điển thôi thì không đủ là người Phật tử, phải biết khiêm tốn tiếp nhận những ý kiến của những người xung quanh ta. Và các vị phải nhớ rằng hiểu Phật là hiểu biết, mà hiểu biết đây chính là xả ly bản ngã, làm nòng cốt cho con đường tiến đạo và hành đạo. Vấn đề đặt ra là không được bưng bít và tự mãn, bởi vì chính thái độ ấy làm cho chúng ta quên đi thực tại hiện tiền thanh tịnh. Có vài người được một mớ kiến thức rồi ôm ấp lấy những kiến thức ấy một cách chặt chẽ gắt gao, để không còn nhận được gì thêm từ những nguồn kiến thức khác. Và ngay đó tức là đã phản lại tinh thần cao cả của Đạo Phật, đó gọi là chấp. Và thứ chướng ngại do thái độ bo bo chấp chặt lấy mớ kiến thức khô cứng và bé nhỏ của mình thì gọi là sở trì chứng. Trong thiền sử có một câu chuyện. Một hôm có một vị tăng trong chúng lên bạch với hòa thượng: Kính bạch hòa thượng, bấy lâu nay con ở trong chùa này tu học đến cũng khá lâu, kinh luật luận con cũng đã thông hết, tâm con cũng cảm thấy rất an ổn. Hôm nay con xin thầy từ bi cho con được xuống núi. Hòa thượng thấy anh ta rất vui mừng liền bảo: Con xuống núi cũng được thôi, nhưng con hãy giúp ta một việc. Con vào trong lấy một cái chậu, rồi lấy đá to chất đầy vào đó, xong đem ra đây cho ta. Vị tăng liền đi nhanh
để một chậu đá ra cho hòa thượng. Hòa thượng bảo: con thấy chậu đá đó đầy chưa? Vị tăng thưa: bạch hòa thượng, con thấy nó đầy rồi. Vị hòa thượng liền đứng lên lấy một nắm đá nhỏ bỏ vào chậu, lắc qua lắc lại mấy cái, nắm đá nhỏ biến mất và quay sang hỏi vị tăng: người thấy chậu đá đó đầy chưa? Vị tăng đáp: bạch hòa thượng, đầy rồi. Hòa thượng bảo vị tăng: ông ra ngoài lấy thêm một nắm cát cho ta. Khi lấy cát vào, hòa thượng bỏ nắm cát vào chậu lắc mấy cái, nắm cát cũng chìm xuống hết. Lúc này hòa thượng hỏi vị tăng: ông thấy chậu đó đầy chưa? Vị tăng bảo: bạch hòa thượng, giờ thì nó đã đầy thật rồi ạ. Hòa thượng không nói câu nào, liền ra lấy một thau nước đổ vào chậu đá, chậu nước cũng rút hết. Hòa thượng nhìn vị tăng cười nhẹ bảo: việc học đạo chẳng thể xem thường, cho dù ông có thuộc lào hết thiên kinh vạn nghĩa, nếu chỗ thấy biết còn ngăn ngại, tâm chưa tỏ ngộ nguồn chân, thì thấy nghe hoặc là muôn sự chỉ là ma nghiệp, hễ còn một mảy may nghi ngờ là chưa đến hàng vô học, đâu thể tự do tung hoành xoay trời chuyển đất được. Ông hãy nên tự cẩn trọng. Nói xong, vị tăng cúi mặt âm thầm hối lỗi, trở vào chúng tu hành tiếp tục, không còn tâm buông lung muốn xuống núi nữa. Chúng ta nên học hỏi vị tăng này, dù cho chúng ta có bao nhiêu bằng cấp hay bao nhiêu bằng khen và học gì đi nữa, nếu chưa chuyển được sáu tình thành bốn trí thì dù có bàn quyền nói diệu đi chăng nữa cũng chỉ là tạm no được bụng đói mà thôi. Rồi khi vô thường đến, tự hỏi các vị làm sao đối địch với sanh tử đây? Do đó cho nên nói, nội dung nhận thức không quan trọng bằng thái độ nhận thức. Luôn luôn giữ tâm trạng thao thức của người đi tìm chân lý, người Phật tử chân chính sẽ không sa vào lưới tự mãn, tự phụ, cố chấp, tự cao. Xã hội chúng ta đã mang quá nhiều thương tích do sự xô xát giữa những thế hệ. Vậy điều kiện căn bản của công cuộc trị liệu là cương quyết trút bỏ thái độ ta là trên hết, để trở nên kim cung hơn, cởi mở hơn, khoan dung hơn, nhằm mục đích tránh gây ra những vết thương mới cho thế hệ trẻ sau này, và bỏ bớt những cái vỏ cứng giam hãm mỗi người ngã, hay mỗi nhóm người ngã tập thể trong ngục tù chủ quan của mình. Tất cả hệ bát nhã là để nói lên sự cần thiết đó. Sự nghiệp của một vị Bồ Tát là phụng sự con người, nhưng muốn phụng sự con người thì Bồ Tát phải được tự do. Trong kinh Bát Nhã, giải thoát hay tự tại là cứu cánh của sự tu chứng, mà cũng là làm nên phương tiện để phụng sự con người. Giải thoát ở đây có nghĩa là không bị ràng buộc và ngăn ngại bởi những tri kiến, nói một cách khác hơn, bởi sở tri kiến. Thái độ phá chấp ngã có thể được thực hiện dễ dàng hơn nếu ta biết rời bỏ những đam mê trần tục phàm tình của chúng ta trong phạm vi mê tín. Ai cũng biết rằng Đức Phật không muốn môn đệ mình phí thì giờ trong việc phiêu lưu ở thế giới siêu hình, siêu nhiên, quan tưởng. Những giáo lý căn bản nhất của đạo Phật đều không có tính chất tín ngưỡng siêu hình. Tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân. Những giáo lý ấy phải được tiếp nhận và học hỏi bằng một tinh thần chân chánh, chứ không nên học hỏi với một thái độ mê tín dị đoan. Người Phật tử có quyền nghi ngờ và đem ra khảo sát lại những gì quý thầy hay Đức Phật dạy. Đó chính là tinh thần văn tư tu bình đẳng của đạo Phật. Người Phật tử chân chánh không vì những vấn đề siêu hình mà làm cho người khác đau khổ, trái lại biết gạt bỏ hết những quyển quạt quan đường, đem hết tâm lực của mình hướng về nội tâm, cùng đứng trên miếng đất chứng nghiệm. Được như thế thì con người không còn bị ngăn cách bởi tín ngưỡng siêu hình, và sẽ dễ thực hiện sự kiến hòa đồng giải hơn, dễ thông cảm với nhau hơn, nghĩa là sẵn sàng chia sẻ với nhau những khám phá về nội tâm, không xem những lời hù dọa mê tín là quan trọng với mình nữa, và luôn luôn không để mất với hiện pháp lạc trú. Đó chính là con đường mà tất cả chúng ta đã đi, đang đi và sẽ đi qua. Con đường này chúng ta sẽ gặp rất nhiều Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này sẽ thử thách ta, sẽ xoa dịu ta và sẽ luôn sát cánh bên ta cho đến ngày hoàn toàn vô ngã. Tóm kết: hôm nay, từ đây và bây giờ, các vị phải thay đổi cặp mắt dục nhãn của mình thành con mắt tuệ nhãn, để tập nhìn đời
tập nhìn cảnh sống xung quanh ta với lòng từ bi và bình đẳng để hiểu được người và hiểu được mình nhiều hơn. Chúng ta phải sống như thế nào cho phù hợp với đạo lý nhân sinh, cho thuận lòng người mà không ngoài khuôn khổ của đạo lý. Những đứa trẻ cũng vậy, cũng phải tập nhìn cuộc sống, nhìn những người đi trước để học theo những hạnh lành của người đi trước, chứ đừng nên chấp thủ vào cái thấy biết của riêng mình. Những đứa trẻ bây giờ thường hay nói, ở hoàn cảnh hiện tại, thế giới đang phát triển là như thế này thế kia, công nghệ thông tin vân vân, cha mẹ và cù lần qua. Đó là những tư tưởng tệ hại, là khởi đầu cho sự thiếu đạo đức của con em và của những giới trẻ thời hiện đại. Thời buổi công nghệ thông tin cao quá rồi, nhiều khi nó xem thường cha mẹ mình, xem thường những người đi trước. Nhưng nó đâu có hiểu rằng, nếu không có cha mẹ thì cũng đâu có mình trên thế gian này để rồi học hỏi biết nọ biết kia. Công ơn ấy thật là vô lượng. Hiện nay biết bao nhiêu vụ giết cha giết mẹ giết anh em, nguyên nhân chính là do thiếu nhận thức rồi hút sách, làm mê mờ tâm tính và phẩm chất con người, chẳng có tuệ giác gì về sự biết ân và đền ân. Thế rồi sinh ra những tang thương bi thảm, đến khi hối hận ăn năn thì đã muộn mất rồi. Thế nên chúng ta phải nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt tinh tường, rõ ràng, chân nghĩa và đúng với bản chất của các pháp thực tại, thì mình phải dùng tâm để nhìn. Chỉ có nhìn bằng tâm thì mới thấy rõ suốt cuộc hồng trần đầy biến ảo, thấy rõ chân lý của cuộc sống. Từ đó mọi hành xử, đối nhân xử thế đều hợp đạo. Những điều trên đây, người tham thiền phải cần liễu tường minh bạch thì con đường đi đến đại giác không xa. Hiện tại chúng ta đang sống tại cõi ta bà này thì phải biết rằng chân lý vô thường là nền tảng cần thiết góp phần cho chúng ta tiến tu thêm. Có một câu chuyện, Jiten Sumgen là một nhà thông thái nổi danh vào thế kỷ 12. Ông nổi danh vì đã vượt qua mọi kiến thức và lý luận của mình để tìm sự thật nằm ẩn giấu sau mọi ngôn từ và khái niệm. Lần đó, Jiten Sumgen đang ở nhà nơi miền Đông Tây Tạng, thì bên nhà láng giềng có người chồng vừa chết. Người quả phụ khóc lóc chạy đi kiếm Jiten Sumgen nhờ an ủi và giúp đỡ. Người quả phụ mới đầu chưa gặp ông, gặp bà mẹ của ngày trước. Người mẹ an ủi, ngồi xuống đây đã. Và bà mẹ nói tiếp, con đau khổ cũng phải, nhưng không cần thiết phải thế. Tất cả cái gì đã sinh thành thì cũng có ngày tan rã, hoại diệt và trở về với nguồn gốc của chúng. Cái chết thì không ai tránh khỏi, mọi sự đều vô thường. Hiểu được như thế cũng là may mắn lắm. Quá phụ nọ vẫn không ngừng than khóc, bứt tóc, bứt tai. Bà mẹ lại tiếp tục dỗ dành, nghe đây, cứ khóc đi, cứ bứt tóc đi, nhưng sau đó con phải biết nghĩ và bớt buồn đi. Đừng quên rằng ngay cả tâm trạng buồn khổ này cũng vô thường, chẳng có thực thể như mây như gió, và nó cũng sẽ rơi đi như mọi thứ trên đời. Ta là một bà già và cũng đã buồn, đã khổ, đã thấy nhiều người thân đến đó rồi đi đó. Lời khuyên của ta cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Nghe tới đây thì người thiếu phụ thấy có gì an ổn trong lòng đang chồng chất. Nàng quên rằng cốt yếu đi là để kiếm thiền sư Jiten Sumgen để nghe lời an ủi của ông. Nàng trở về nhà lòng bình yên. Trong suốt tang lễ, nàng vẫn nhớ hoài đến lời khuyên của bà già và nhờ thế vượt qua được nỗi đau mất chồng, không phải bị dìm trong đau đớn và tuyệt vọng. Cả làng thấy rõ nàng bình tĩnh hơn, biết nghĩ hơn cả lúc chồng còn sống. Và chẳng bao lâu sau, nhiều người còn tìm đến nàng để nghe khuyên giải khi có chuyện đau buồn. Nửa năm sau, Jiten Sumgen đi miền Trung Tây Tạng để tiếp tục giáo hóa. Ngài có một số đệ tử cao cấp và đang thảo luận về vòng luân hồi, về vòng tròn bất tận của sống chết và sự tái sinh. Một lạc ma già thông thái hỏi vị đạo sư, làm sao tránh được cách nghĩ phải thoát khỏi vòng luân hồi trước khi đi vào cõi niết bàn? Jiten Sumgen bất ngờ đứng dậy và đọc bài kệ. Ta đang hiện diện hòa hợp vô ngại, vì ta nhận ra rằng tự tánh mình hòa làm một với Phật và các đạo sư. Ta hoan hỷ, chẳng cần phải cố tôn thờ hay xác quyết bất cứ điều gì. Như kinh Hevajra Tantra đã nói, luân hồi hay niết bàn, tốt hay xấu, bên này hay bên kia, chúng đều không thật, chẳng có tự ngã. Nói là nói vậy thôi.
chỉ vì nói mặt này nên nói mặt kia, chứ các bạn không thấy hay sao? Ai thấy tánh của luân hồi, người ấy đã đạt niết bàn. Ngày hôm sau, Jiten Sumgen nhắc lại buổi trao đổi này và kể cho học trò nghe lời khuyên của mẹ mình đối với người quá phụ. Ngài nói, đối với tôi, chẳng có giáo pháp nào cao hơn lời nói của bà mẹ. Hãy nhận ra tính vô thường của sự vật, thấy chúng không có tự ngã và đừng mang bất cứ thứ gì vào lòng cả. Sau cùng, Ngữ Lục Vô Môn có dạy, tham thiền là phải đối địch với sinh tử, chẳng phải nói liễu ngộ liền xong. Tham thiền chẳng rõ đại đạo, sáng nghe, chiều chết cũng thỏa lòng. Tham thiền là đẩy cánh cửa, lọt vào cối cửa, tối kỵ là hướng ra ngoài tìm cầu. Tham thiền là cốt ngộ lại bản lai diện mục. Đến đây văn từ Ngữ Lục khó mà ghi chép nổi. Tham thiền chỉ thẳng tâm người, quý nhất cần phải tự đảm đương, không cầu ngoài mà được. Tham thiền như đối địch với muôn vật, phải chiến đấu đến tan thân bất mạng mới thôi, không thối chuyển bồ đề tâm. Tham thiền giống như mèo rình bắt chuột, không cho chớp bắt. Tham thiền là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải hàng quan tướng có thể làm nổi. Nếu ai làm nổi, liền là bậc đại trượng phu. Đại thiên xa giới ngoài, hà sứ bất di gia. Dịch: trong cõi tam thiên đại thiên thế giới này, nơi nào mà chẳng phải là nhà. Thật vậy, nếu người biết tu và thật tu, trang trải tình thương cho nhân thế, dùng lòng từ bi và trí tuệ làm cửa ngõ đi vào đạo, xem bát phong là cơ hội để sửa mình, coi thuận nghịch đúng sai đều là cuộc tranh đua, nhìn danh với lợi như trồng hoa trên đá, được vậy thì đâu đâu chẳng phải là nhà. Xin trân trọng.